Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về cách thay bản lề cửa ngăn vệ sinh. Bước 1, chuẩn bị dụng cụ bao gồm khoan lắp vít, vít gỗ, tô vít và hòm dụng cụ. Bước 2, ta treo biển bảo dưỡng. Dùng tô vít hai cạnh nhỏ tháo nắp che vít của bản lề. Sau đó, dùng khoan bắt vít tháo bản lề ra khỏi cửa. Bước 4, ta đặt bản lề mới vào vị trí muốn lắp. Sau đó, ta lắp phần bản lề còn lại trên cửa. Tiếp theo, ta lắp các nắp che vít trên bản lề. Bước 6, tiến hành mở cửa ra vào để kiểm tra quá trình đóng mở của cửa. Ta thấy cửa đóng mở tốt, kết thúc quá trình thay bản lề. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về cách thay bản lề cửa ngăn vệ sinh. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.